Hôm nay mình xin chia sẻ thêm với các bạn về dưa leo của nhà mình trồng nha các bạn. Đó, hôm nay dưa leo của mình nó đã ra trái nhiều nha các bạn. Bây giờ là đợt trước là mình đã có chia sẻ về bón phân và tỉa lá gốc. Bây giờ là mình cũng bón phân và cắt bỏ ngọn nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình xin chia sẻ thêm đây các bạn, đây là dưa leo của mình nó đang ra trái nhiều nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tỉa và bỏ bớt những cái nhánh chồi và cắt bỏ bớt ngọn của chồi nha các bạn, để cho những trái dưa leo ở trong cái nhánh chồi đó nó phát triển hơn nha các bạn. Bây giờ là các bạn xem đây, dưa leo của mình nó đang ra trái nhiều rồi nha các bạn. Đây, nó đang ra trái cũng nhiều lắm đây nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó đang ra trái. Đó. Bây giờ là mình phải bổ sung thêm phân liền liền nha các bạn. Để dưa có, nếu mà mình không bón thêm phân các bạn, dây nó sẽ không xong đủ dinh dưỡng, trái nó hay bị vàng lắm các bạn. Đó, đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ dọn bớt những cái lá và cắt bỏ bớt những cái ngọn chồi để mình giữ lại một hai trái nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tỉa bớt lá nha các bạn. Mình thấy tỉa bỏ bớt lá này nó cũng không có ảnh hưởng gì tới dây đâu nha các bạn. Đây các bạn, mình thấy cái dây này nó cũng không có được tốt nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Là cái ngọn của nó nè, nó không được tốt các bạn. Cái ngọn nó bị đùng lại nha các bạn. Mình nên cắt bỏ đi. Đó. Để dinh dưỡng để mình nuôi những cái dây khác nha các bạn. Bắn hai dây luôn nha các bạn. Đó. Nó không tốt là mình sẽ cắt bỏ đi, để cái phần mà dinh dưỡng nó là để nuôi cái gì khác nha các bạn. Đây, nó không có được tốt mình sẽ cắt bỏ, dù nó đang ra trái cũng vậy mình cũng bỏ luôn. Đó. Mình sẽ cắt tỉa bỏ bớt hết, tại vì mình trồng có ít nha các bạn, thì mình nên cắt bỏ bớt đi, tỉa thường xuyên đi. Còn người ta trồng nhiều thì người ta cũng tỉa, nhưng mà chỉ có ít thôi, mình có ít. Cái gì thì mình cũng nên tỉa gì cho nó sạch nha các bạn. Đó. Đây các bạn, cái nhánh này là mình cũng cắt bỏ luôn nha các bạn. Cái nhánh này mình cũng cắt bỏ luôn. Đó. Đây là các bạn, nó cũng không có cần thiết nên mình cắt bỏ luôn. Các bạn, nó đang ra trái nè các bạn, thấy không? Đang ra trái. Ồ, quá trời trái luôn, núp sau những tán lá. Đó, các bạn, mình sẽ tỉa bớt lá nó sạch các bạn ha. Đó. Đang lên, này, đang lên. Cái dây này nó cũng không, cái dây này nó không có được tốt luôn nè. Nhìn thấy cái ngọn là biết rồi. Cái ngọn nó không tốt, mình sẽ cắt bỏ cái ngọn của cái dây này. Đây rồi. Cắt bỏ cái dây luôn chứ không cắt ngọn, cắt bỏ cái dây luôn. Mình tỉa bớt mấy lá này nè mẹ. Mình sẽ tỉa bỏ bớt lá đi. Cũng không có ảnh hưởng gì tới dây của mình đâu các bạn. Bạn, đây là cái dây này cũng vậy, cái dây này nó cũng đang ra được hai trái đó nè, cái dây này đang được ra cho hai trái ở bên dưới, nhưng mà ở phần trên này mình thấy nó cũng không có đẹp nên mình sẽ cắt cái ngọn nha các bạn. Đó, mình chừa lại hai trái này nè. Đây các bạn, mình sẽ chừa lại hai trái này đây nè. Đó, nhưng mà chắc chắn là cái trái này sẽ đậu, mình sẽ cắt bỏ cái phần này nha các bạn. Đó, cắt bỏ cái ngọn đi. Đó, mình chừa lại, mình cắt bỏ cái ngọn các bạn. Vậy các bạn sẽ thấy chứ, đúng không? Đây các bạn, đây nè. Cái dây của nó nè, cái dây của nó nè. Đó, cái dây của nó đây. Đó, nó đang ra trái nè. Bây giờ ở phần ở trên nè, mình sẽ cắt bỏ cái phần ngọn bên trên này để mình lấy phần dưới nha các bạn ha. Hai trái này, cái trái này là cũng sẽ không có đậu, mình sẽ bỏ luôn. Đó. Ô, có trái dưa này lớn rồi, trái dưa này lớn rồi. Thu hoạch được chưa mẹ?
Cái này lớn rồi nè các chắc bạn. Thu hoạch được luôn rồi đó. Đó. Những cái dây nào không cần thiết là mình bỏ lá cũng vậy luôn các bạn. Xong rồi mình sẽ bón phân các bạn nha. Đó. Đây các bạn, cái dây này nó đang ra được trái nè các bạn. Đó, mà cái trái của nó không có được, nó đang chưa được phì lớn dưới này nữa các bạn. Đó, nên bây giờ là mình sẽ cắt bỏ cái phần trên này để dinh dưỡng được cái trái đó. Rồi mình sẽ cắt ngọn phần trên. Cái dây này cũng vậy luôn nè các bạn. Đó, mình sẽ cắt bỏ luôn. Đó, đó như cái dây này là mình đã cắt bỏ cái ngọn rồi nha các bạn. Đó, còn mình chừa phần dưới cái trái này là để cho dinh dưỡng nuôi trái này cho nó phì đều ra nha các bạn. Cái dây này cũng vậy, cái dây này cũng vậy. Mình sẽ cắt bỏ hết. Cái dây này đang ra trái ngon ghê bạn. Đang ra trái cũng lớn rồi. Nhưng mà tại mình thấy cái ngọn nó cũng mập quá. Nó cũng là cái dây gần gốc mà. Để mình giữ là nếu mình giữ lại mình lấy được hai trái là mình sẽ cắt cái ngọn này mình bỏ các bạn. Cái ngọn này mình bỏ. Xếp bên trên. Mày cắt nó sẽ rớt xuống. Ông ba mày sẽ đeo nó lên. Đây các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần ngọn này, cắt cái ngọn này mình bỏ. Mình chừa lại đây là cái dây này là cái dây gốc luôn nha các bạn. Dây này ở dưới gốc nè. Đó. Gần gốc. Gần sát gốc cái nhánh á, cái nhánh này là của dưới sát gốc nè. Còn cái nhánh chính nè các bạn. Còn cái dây này là ở gần sát gốc nè. Các bạn thấy không? Đáng lẽ là mình đã cắt bỏ lâu lắm mà nhưng mà mình để thử coi, nhưng mà nó vẫn da đang ra trái nè. Nên bây giờ ra trái thì mình sẽ cắt cái ngọn. Cái ngọn nè các bạn. Cái dây này là cái dây gần sát gốc. Sát gốc luôn là nó còn chút xíu nữa. Đó, bây giờ là mình sẽ để lên đây. Các bạn thấy không? Như vậy cho những cái trái này nó đẹp hơn. Cái để không nó không đủ dinh dưỡng nó cũng sẽ bị hư luôn, uổng. Nó hay bị đèo trái các bạn. Chẳng hạn như trái này nếu mà mình không cắt cái ngọn này mình bỏ thì trái này sẽ không thẳng. Nó cong nó không đủ dinh dưỡng nuôi các bạn. Rồi, qua bên đây cái mình cắt bên đây cái là mình sẽ bón phân luôn. Vậy chuẩn bị có dưa ăn rồi mấy anh chị ơi. Quá trời luôn. Chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng hả mẹ. Mà cái dây này có cắt không mẹ? Đây nè. Cái dây này các bạn. Cái dây này cũng vậy nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó đưa ra không? Nó không có trái luôn. Nó không có bông không gì, nó không có đẹp, mình sẽ bỏ luôn. Để dinh dưỡng nó nuôi mấy cái dây kia nha các bạn. Cái mấy dây có trái nha các bạn. Đây các bạn, dây này cũng vậy nè. Cái dây này là mình sẽ cắt bỏ cái ngọn này các bạn. Cái dây này nó đang ra được. Cái dây này cũng là cái dây ở gần sát gốc luôn các bạn. Nó đang ra được hai trái. Nhưng mà chắc chắn là trái này sẽ đậu, trái này sẽ không đậu. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái ngọn này cũng không có được tốt không ạ. Mình sẽ cắt bỏ luôn. Để mình giữ lấy cái trái này. Cắt ngọn mình bỏ. Đó, là mình để đây. Trái mấy bên trong này cũng nhiều lắm đó các bạn. Đó. Các bạn thấy không nè. Đó. Đó. Bây giờ là mình chỉ dọn một khoảng chỗ này thôi ha. Bắt đầu bây giờ là mình sẽ bón phân nha các bạn. Đi ra ngoài. Các bạn mình sẽ bón phân nha các bạn ha. Đợt trước nữa là mình đã có bón phân rồi nha các bạn. Nhưng mà bây giờ á nè, đây nè các bạn, rễ nó cũng đang trồi lên nữa nha các bạn. Đó. Mình phải bón phân liền liền ha các bạn ha. Bón phân liền liền á để cho dưa leo mình nó đẹp hơn. Trời, nó ăn hết luôn mẹ. Đây các bạn,
mình sẽ bón thêm vô một ít phân gà nữa nha các bạn. Phân gà này của nhà mình ủ rất là hoai nha. Đó, mình chỉ bón theo ven thùng này thôi nha các bạn. Đây nè, mình bón phân hoài phân gà ha. Mà nếu như các bạn không có phân gà thì có thể bón phân bò cũng được nha các bạn. Rồi, và bây giờ nè các bạn thấy không? Đó, mình bón xong nè, chỉ bón một ít thôi. Giờ tại vì mình bón hàng tuần mà các bạn, mình bón vô một ít gì để cho lúc nào nó cũng vẫn tốt hơn. Bây giờ là mình sẽ phủ lại nha các bạn. Đó, mình phủ đất lại. Đó, phủ đất lại ha. Và xong rồi mình sẽ cho vô một ít rơm. Bên đây cũng vậy nha các bạn. Mình cứ thường xuyên bón phân vậy đó các bạn. Biết sao không, dưa của mình nó trái nó sẽ đẹp hơn. Các bạn không có phân gà thì mình có thể bón phân bò nha các bạn. Phân bò nó cũng tốt lắm nha. Và cũng còn nhiều loại phân khác nữa đó. Nhưng mà tại vì nhà mình có nuôi mấy con gà đó các bạn. Cái gà mình lấy phân đó mình ủ luôn. Đó, mình chỉ cũng bón có một ít vậy thôi nha các bạn, không bón nhiều. Rồi xong rồi mình sẽ phủ lại và mình để một ít rơm lên. Xong rồi mình tưới nha các bạn, mình tưới rồi xong rồi đó là mình sẽ phủ tấm bạt lại nha các bạn. Đó. Mà ví dụ như mà các bạn mà phủ lại mà thấy đất nó còn hơi bị thiếu đó thì nó không được đầy á thì các bạn có thể bổ sung thêm đất cũng được. Mà nếu mà đất mà nó có đầy được như vậy thì mình không cần bổ sung thêm đất nha các bạn, cứ để như vậy là cũng được. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ tưới xong rồi mình sẽ phủ bạt nha các bạn. Các bạn cũng tưới mỗi một ngày là 2 lần nha các bạn nha. Các bạn phải nhớ tưới thường thường đều đều nha các bạn. Tại vì cái dưa leo này lúc này nó đang ra trái nha. Nếu mà nó mà thiếu nước đó các bạn biết sao không? Cái dưa của mình nó hay bị sợp sợp đó. Nó bị rỗng ở trong cái đường ruột đó các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ là mình sẽ phủ cái tấm bạt này lên nha các bạn ha. Dưa leo này lúc này của mình nó đang ra bông cũng đang nhiều lắm. Rồi các bạn, mình phủ lên vậy nha các bạn ha. Khi mà mình tưới và cái mình kéo nó xe qua bên một chút như vậy là mình tưới nó rất là dễ. Đó. Rồi, bây giờ các bạn xem lại dưa của mình ha, mình đã dọn lá xong ha. Được sao mình sẽ quay lại nữa cho các bạn xem ha. Đó, nó đang ra trái đây nè các bạn. Đây nó đang ra một lùm trái non luôn nè. Đó các bạn thấy không? Đây. Nè các bạn, trái non đang ra cũng rất nhiều đó. Rồi bây giờ là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình cắt ngọn của dưa leo các bạn ha, với lại bón phân. Bây giờ là mình xin chào các bạn nha, hẹn các bạn lại video sau nha. Dạ, chào các anh chị nha, chúc buổi sáng tốt lành, bye bye.